Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và hôm nay thì tiếp tục Minh Nhật Audio lên sóng cho anh em và bác một mẫu loa bàn anh em và bác nhá. Loa kết hợp với cả bàn. Đấy, gọi là trong này là có loa luôn anh em bác nhá. Đấy. Và hôm nay có 4 mẫu, 4 kích thước cho anh em tất cả. Đấy, và dòng loa này tới từ Singapore, chính hãng của Zenith sản xuất luôn anh em nhá. Và con này thì tích hợp cả sạc không dây. Đấy. Con này thì rất là tiện lợi, anh em và các bác có thể mang đi picnic, mang đi du lịch, chân có thể tháo rời được anh em nhé, chân có thể tháo rời được. Đấy. Và chúng ta có thể tận dụng những cái ban công hoặc những cái lan can anh em có thể để ở ngoài. Đấy. Vừa nghe nhạc, vừa hát, vừa nghe nhạc, vừa uống cà phê đều được. Đấy. Và hôm nay thì em có 4 kích thước cho anh em tất cả. Đấy. Là 2 kích thước nhỏ và 2 kích thước to. Đấy, anh em thấy hai mẫu to và hai mẫu nhỏ, và chiều cao của bốn con này thì nó sẽ bằng nhau anh em nhé. Đây sẽ đo luôn trực tiếp luôn cho anh em này. 62 chiều cao lên tới 62 phân anh em nhé, 61-62 phân, 61 phân. Đấy, con to cũng vậy thôi, con to cũng vậy. Đấy, con to cũng vậy anh em nhé. Và con to thì có một cái hơn con nhỏ là nó nhiều loa hơn và nó có nhiều chân hơn. Anh em thể thấy ở đây. Con nhỏ của nó có 3 chân thôi. Đấy. Con này thì có model sản phẩm là ZNT40. Cái chân này chúng ta có thể tháo được anh em nhé. Chân này chúng ta có thể tháo được. Đấy. Và chúng ta có thể sạc không dây trực tiếp lên đây luôn anh em này. Em sẽ bật lên này. Ngọt. Đấy. Bluetooth mode. Đấy, sạc không dây trên điện thoại luôn anh em ạ. Đấy, hiện tại là trên tay em đang là một chiếc iPhone thì có táo anh em nhé. Samsung và iPhone thì đều có thể sử dụng được bình thường. Đây, anh em sẽ để lại một lần nữa. À, anh em thấy không? Hiện chữ đã sạc rồi. Đó. Ok. Thì sau đây em sẽ test luôn cho anh em bác chất âm của con loa này. À, con này thì kết nối như bình thường thôi anh em bác nhé, kết nối Bluetooth như bình thường thôi. À, anh em kết nối vào điện thoại, anh em có thể đặt điện thoại trực tiếp trên đây anh em nghe nhé. Con này thì có mã sản phẩm là T40, thì chúng ta sẽ tìm mã sản phẩm T40 thôi. Hôm trước thì em đã kết nối con này rồi. Đó, đây, con này thì có mã là AI8A01 anh em và các bác nhé. Anh em kết nối vào. Đó, rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái mã pin để chống hàng xóm người ta đăng nhập vào, thì mã sẽ là 1234 anh em bác nhé. 1234. Đấy, anh em bấm OK. OK, đã kết nối rồi anh em nhé. Đấy, connected. Và bây giờ thì em sẽ bật nhạc trực tiếp. Test luôn cho anh em thực tế luôn. Đấy. Anh em đừng quên tăng hết volume ở trên điện thoại lên nhá. Đó, ok, thì Bluetooth của con này thì sẽ được tầm 30 đến 40 mét thôi anh em nhé, không được quá xa đâu. Đấy, rồi bây giờ thì sẽ quay luôn cho anh em và các bác cái kích thước của con này. Con này thì đường kính của nó là 40 anh em nhé, đường kính 40 này. Đây này, quay kỹ cho anh em nhìn này, 40. Đấy, con tam giác đây, quay luôn cho anh và các bác con tam giác. Con tròn này thì có mức giá là 1.800.000 anh em bác nhá. Con T40 có mức giá là 1.800.000 cho một chiếc loa miễn phí vận chuyển cho anh em và các bác. Đấy, con này thì có mã là gì đây? Con này thì có mã là ZN40 Pro anh em ạ. 40 Pro. Con này thì có mức giá là 2.200.000. Con này cầm nặng hơn, chắc là pin trâu hơn. Con này nếu em không nhầm thì pin nó sẽ lâu hơn này. Con này thì pin nó sẽ tầm 8 tiếng em nhé. Còn con này thì pin sẽ được tầm 12 tiếng gì đấy. Đó. Ok, tiếp theo đến là một mẫu loa bàn trước tiếp đây. Loa tròn đi. Đây. Con này đường kính cũng là 40 này anh em này, nhưng mà con này là hình tam giác anh em nhá. Con này hình tam giác. Đấy, rồi, tiếp theo đến con tròn này. Con tròn to.
Con tròn to đường kính là 52 cm, đường kính mặt tròn. À, nếu mà anh em mà các bác nào thích mặt to, chơi con này cho em. Con này thì nhiều loa hơn, pin trâu hơn và cũng hỗ trợ sạc nhanh nhiều, sạc nhanh hơn. Con này là ZNT50. Đấy, ZNT50. Đấy. Con này cầm rất là nặng nhé. Cầm rất là nặng. Và đây, ngoài ra thì con này hỗ trợ cả cắm USB luôn anh em này. Nếu mà anh em và các bác không thích dùng Bluetooth thì anh em có thể cắm USB hoặc là cắm điện thoại bằng dây cũng được luôn này. Đấy, kết nối với TV bằng dây cũng được luôn. Và con này thì chạy điện DC 12V anh em nhé. Sẽ có củ sạc tặng kèm cho anh em và các bác đi kèm. Đấy. Con này T50. Em sẽ bật luôn con này lên. Nút bật ở dưới này anh em nhé. Đây sẽ test cho anh em bác luôn cái con này. Test luôn cho anh em bác con T50. Con mặt tròn to này thì sẽ có mức giá là 2.650.000 đồng. Đấy. Ok, còn con mặt mặt tròn to thì có mã là GT-AI82 anh em nhé. Đấy. Mã cũng tương tự như vậy, mã cũng là 1234. Ok, bây giờ thì anh em cũng test nhạc như bình thường thôi. Con này thì nghe nó sẽ to hơn vì nó nhiều loa hơn. Sang mẫu loa chữ nhật luôn. Đấy. Con loa chữ nhật này thì giá sẽ bằng con mặt tròn to luôn anh em nhé. Con này thì cũng là 2.650.000 đồng. Đấy. Đo luôn cho anh em kích thước này. Con này thì chiều cao của nó, chiều rộng của nó là 45 anh em nhé. 45,5. 45,5. Chiều dài của nó là 50 phân, gần 51 anh em nhé. 55,5. Đấy. 5,5. Rồi, con này thì có mang lên sản phẩm là V50 anh em ạ. V50. Con này cầm rất là nặng. Đấy. Con nào cũng có sạc không dây hết anh em nhé. Con nào cũng có sạc không dây hết này. Đấy, mấy anh em nhìn thấy không? Cái này khắc luôn một gỗ rồi, mặt này là mặt gỗ. Bên cạnh thì sẽ là được bọc nỉ này anh em này. Bên cạnh được bọc nỉ này. Rất là đẹp. À, chân rất là chắc chắn anh em nhé. Chân rất là chắc chắn. Đó. Ok, vừa xong thì em có báo giá cho anh em. Đấy, 4 mẫu loa bàn. Mẫu loa tròn này có giá là 1.800.000 này. Đấy, miễn phí vận chuyển cho anh em và bác. Và những công tắc này thì đây là những công tắc khi anh em cắm USB vào anh em nhé. Con này thì cắm được cả USB vào luôn. Đấy, 1.800.000 cho một con mặt tròn. Đường kính vành 40. Con này cũng được kính 40 này. Nhưng mà con này là tam giác. Hình vát này. Tam giác vát. Đấy. Con này thì có mức giá là 2.200.000. Đấy. Con này thì pin sẽ được lâu hơn con này và hỗ trợ sạc nhanh. Rồi tiếp theo đến là con T50 mặt tròn. Đấy. Con này thì có mức giá là 2.650.000 đồng cho một chiếc. Đấy. Cao 62 anh em nhé. Cao 62. Đấy. Hai con này thì giá bằng nhau, 2.650.000 hết. Con này mặt chữ nhật này. Đấy. Con này rất tiện lợi cho anh em bác nào đi du lịch. Hay là anh em và các bác để ngoài ban công, rất là tiện lợi đi picnic. Đấy, để trên ô tô rất là tiện lợi đúng không ạ? Vừa làm một cái bàn đấy, vừa làm một con loa đúng không ạ? Vừa có sạc luôn đấy, rất là tiện lợi. Rồi ok, anh em và các bác nào quan tâm đến một trong bốn cái mẫu loa trước mắt đây đấy, thì cứ liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Audio qua số điện thoại ở ngay trên màn hình nha. Ok, cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo.